Mời quý vị và các bạn tiếp tục cập nhật những thông tin sự kiện đang được quan tâm cùng chương trình Người Đưa Tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Và ngay sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình sáng nay. Nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh đi tiêm vaccine phòng COVID-19. Truy bắt nhóm trộm xe máy tại thành phố Hồ Chí Minh. Phóng sự, sinh viên thời công nghệ số. Trộm cắp tài sản còn nhắn tin hỏi mật khẩu điện thoại. Sẽ xét xử công khai vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong. Trao bằng khen cho nữ công nhân nhặt gần 160 triệu đồng tìm người trả lại. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Mở đầu với thông tin về việc tiêm chủng. Thưa quý vị, những ngày này tại thành phố Hồ Chí Minh có đông người dân đến tiêm vaccine phòng COVID-19. Ngay từ sáng sớm, từ ngoài cổng của trạm y tế phường 11 quận Bình Thạnh, người dân đã xếp hàng rất đông để chờ vào tiêm vaccine phòng COVID-19. Những ngày đầu khi thành phố triển khai chiến dịch tiêm vaccine mũi 4, tỷ lệ người đến tiêm còn thấp. Tuy nhiên, khoảng 2 tuần trở lại đây thì số người đến tiêm tăng nhiều. Trước đó, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cung ứng kịp thời vaccine phòng COVID-19 cho các đơn vị thực hiện tiêm chủng, giao các bệnh viện và trung tâm y tế đảm bảo tăng cường các đội tiêm, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh cũng công khai danh sách hơn 100 điểm tiêm vaccine trên Facebook của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố để người dân theo dõi và lựa chọn nơi phù hợp. Còn liên quan đến việc hỗ trợ cho người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh, thì mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự kiến số lượng người lao động được nhận hỗ trợ và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 1 triệu người lao động làm việc tại các doanh nghiệp được hỗ trợ tiền thuê nhà với kinh phí hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó, riêng người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất có 195.000 người được hỗ trợ hơn 299 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thành phố dự kiến hỗ trợ 87.000 người lao động quay lại thị trường lao động với gần 262 tỷ đồng. Trong đó, tại các khu công nghiệp, khu chế xuất là 24.000 người với khoản hỗ trợ hơn 30 tỷ đồng. Như vậy, ở hai chính sách sẽ có khoảng 1,09 triệu người được hỗ trợ với tổng kinh phí là 1.777 tỷ đồng. Theo quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ, người lao động đang làm việc nhận hỗ trợ là 500.000 đồng một người một tháng. Mức hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động là 1 triệu đồng một người một tháng. Các chính sách được hỗ trợ hàng tháng và tối đa là 3 tháng. Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Lực lượng chức năng quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nguyên nhân vụ trụ điện trên địa bàn phường Tân Thuận Đông bị ngã đè trúng xe tải. Trước đó, nam tài xế khoảng 40 tuổi đậu xe tải trên đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông để mua nước thì bất ngờ bị một trụ điện ngã đè trúng. Lúc này có khá đông công nhân đi trên đường nhưng may mắn là không có ai bị thương. Tuy nhiên, những tiếng nổ do chập điện phát ra đã khiến cho nhiều người hốt hoảng. Tại hiện trường, trụ điện bị ngã bật gốc khỏi vỉa hè. Nhận được tin báo thì các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để xử lý khắc phục sự cố dây điện. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, mới đây nhờ sự truy đuổi kịp thời của lực lượng chức năng mà tài sản bị kẻ gian trộm cắp đã trở về với khổ chủ. Cụ thể là khi đang trên đường làm nhiệm vụ, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được trình báo của người dân về việc có nhóm đối tượng nghi trộm xe. Lập tức, tổ công tác liền truy đuổi và bắt giữ được các đối tượng. Cuộc truy đuổi từ đường Nguyễn Văn Linh đến giữa cầu Ông Lớn, phường Tân Phong, quận 7, thì lực lượng chức năng đã chặn được hai đối tượng nghi vấn. Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát giao thông thu giữ trong người đôi nam nữ một bộ đoạn phá khóa và xe máy. Riêng đối tượng chạy chiếc xe nghi trộm cắp đã tẩu thoát. Tại cơ quan công an, đôi nam nữ khai nhận tên Trần Vĩnh Hùng, 31 tuổi và Võ Nguyên Hương, 39 tuổi, cùng ngụ quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Người chạy thoát là Lê Thanh Tùng, 35 tuổi, ngụ quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cũng bị truy bắt sau đó. Cả ba khai nhận do thiếu tiền mua ma túy về sử dụng nên đã bàn bạc với nhau đi trộm cắp. Khi đi qua khu nhà trọ thuộc tổ 1, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, phát hiện chiếc xe máy không có người trông coi nên đã phá khóa lấy trộm. Trên đường tẩu thoát thì bị phát hiện bắt giữ.
và chủ nhân chiếc xe bị mất hành nghề xe ôm công nghệ. Nhận lại được tài sản thì người này rất vui mừng và gửi lời cảm ơn đến lực lượng chức năng. Thưa quý vị, một xe bơm bê tông gãy cần khi đang bơm bê tông tại tầng 3 tại dự án phố đi bộ ở ngã tư Trần Đăng Ninh, Nguyễn Lộ Trạch, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã khiến cho nhiều công nhân đang thi công ở đây thương vong. Vào khoảng 16 giờ 45 phút chiều qua, một xe đổ bê tông khi đang đổ bê tông tầng 3 thì bị gãy cần bơm. Cần bơm bê tông đập xuống nhóm công nhân đang thi công bên dưới khiến cho một người tử vong tại chỗ và nhóm công nhân gần 10 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương rất nặng. Một công nhân tử vong trên đường đến bệnh viện. Một công nhân gặp nạn cho biết thời điểm trên có nhiều nhóm công nhân đang có mặt trên giàn giáo tầng 3, gồm nhóm thi công cốt pha, nhóm công nhân đổ bê tông, nhóm công nhân điều khiển cần bơm bê tông. Lúc đang bơm thì bất ngờ cần bơm đổ sập, đè lên các công nhân và gây sập một góc giàn giáo công trình. Ngay sau đó, mọi người tổ chức sơ cứu cho các công nhân và đưa 3 người bị thương nặng đi cấp cứu. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường, cấp cứu các nạn nhân và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị và các bạn, tìm việc làm sau khi tốt nghiệp có thể nói là một thách thức đối với các bạn sinh viên. Bởi vì kinh nghiệm thì không thể là điểm mạnh để nhà tuyển dụng chú ý đến. Tuy nhiên, nhiều bạn sinh viên đã tự tạo ra cơ hội cho mình, ghi điểm trước nhà tuyển dụng bằng hình thức là tạo ra hồ sơ sáng tạo mới mẻ. Xin việc thời công nghệ số là nội dung được đề cập trong phóng sự sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Là cựu sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, trường Đại học Văn Lang thành phố Hồ Chí Minh, đối với anh Phạm Khải Ca, quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh, kinh nghiệm vẫn chưa là thế mạnh do thời gian làm việc chưa lâu. Thế nên anh chọn cách sử dụng công nghệ để tạo một hồ sơ dưới dạng video gửi đến nhà tuyển dụng. Thì mình muốn chứng minh bằng cách làm ra một sản phẩm cuối cùng để cho nhà tuyển dụng họ có thể thấy được cái mà họ muốn thấy và họ sẽ dựa trên đó để đánh giá được cái khả năng của mình. Cái lý do thứ hai là thời đại chuyển giao công nghệ số thì nhịp sống của mọi người rất là nhanh và đặc biệt là nhà tuyển dụng. Họ chỉ lướt qua một bộ hồ sơ của ứng viên thôi. Vì vậy mình muốn tận dụng cái điều đó để có thể biến CV của mình thành một phiên bản thời 4.0 thay vì một CV ở dạng giấy. Bên cạnh đó, anh Khải Ca từng dùng thế mạnh của mình là tiếng Anh để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng, biến hồ sơ xin việc của mình trở nên chuyên nghiệp hơn. Mình quay video giới thiệu bản thân và thuyết trình bằng tiếng Anh và bên cạnh đó nhà tuyển dụng có thể thấy mình cũng có kỹ năng thuyết trình trước đám đông. Tùy thuộc vào yêu cầu của ngành nghề mà mình muốn hướng tới, ví dụ như mình muốn nộp vào vị trí biên kịch thì CV mình sẽ làm ở dạng kịch bản phim, thì mình sẽ linh hoạt vào từng vị trí mà mình muốn ứng tuyển. Sự đầu tư cho vị trí ứng tuyển của các bạn trẻ hiện nay đã tạo nên sự đột phá trong mắt nhà tuyển dụng, từ đó cơ hội trúng tuyển của các bạn sẽ cao hơn. Những nhà tuyển dụng như mình rất thích và đặc biệt chú ý đến những ứng viên có hồ sơ mới mẻ và cách thể hiện sáng tạo. Dĩ nhiên là mình vẫn sẽ đánh giá cao về cái chuyên môn của các bạn hơn, nhưng mà qua cái sự chăm chút của hồ sơ, mình là một nhà tuyển dụng thì mình thấy rằng điều đó thể hiện được cái sự nghiêm túc, nhiệt huyết của các bạn với công việc mà các bạn muốn ứng tuyển. Chính vì thế là mình cũng có cái phần là ưu tiên những cái ứng viên này hơn. Trong thị trường lao động liên tục đổi mới như hiện nay, nhà tuyển dụng cũng sẽ phải có cái nhìn đa chiều hơn về mỗi ứng viên, đa dạng hơn về tiêu chí để đáp ứng nhu cầu về cả công việc lẫn kỹ năng. Bất kỳ một nhà tuyển dụng nào thì họ đều quan tâm cái điều tiên quyết đầu tiên, đó là sự chỉnh chu và rõ ràng trong hồ sơ. Và cái thứ hai đó là sự sáng tạo và phá cách. Bên cạnh những cái hồ sơ mà những ứng viên gửi về thì những nhà tuyển dụng như mình cũng mong muốn rằng là thông qua những trang Facebook cá nhân của ứng viên, mình có thể tìm hiểu sâu hơn về nhân sinh quan của những ứng viên đó. Ngoài việc tạo hồ sơ bằng video, nhiều bạn sinh viên phá cách tự thiết kế hồ sơ theo phong cách riêng của bản thân, chủ động đăng tải lên các trang mạng xã hội để tìm kiếm cơ hội việc làm. Việc này phần nào sẽ giúp các bạn có được sự nghiệp vững vàng hơn trong tương lai. Theo chương trình người đưa tin 24 giờ sáng nay là những thông tin đáng chú ý sau. Trộm cắp tài sản còn nhắn tin hỏi mật khẩu điện thoại. Sẽ xét xử công khai vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong.
trao bằng khen cho nữ công nhân nhặt gần 160 triệu đồng tìm người trả lại. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an cho biết, lực lượng chức năng của Bộ Công an đã xác minh, làm rõ, chuyển hồ sơ sang Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, xử lý theo quy định đối với Tô Dĩ Hoàng, sinh năm 1984, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, vì có hành vi đưa thông tin thất thiệt. Theo đó, Tô Dĩ Hoàng có hành vi đưa thông tin thất thiệt liên quan đến tập đoàn Vingroup, ảnh hưởng đến uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, tác động xấu đến thị trường chứng khoán. Đồng thời, Bộ Công an đang xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định đối với 9 cá nhân tại 7 tỉnh thành đưa thông tin thất thiệt về Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Thông tin về trộm cắp để lưu tâm cảnh giác. Thưa quý vị, tại khu vực phòng trọ ở phường Đông Quà, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, nơi được nhiều sinh viên gọi là làng đại học, vừa xảy ra vụ trộm cắp tài sản của sinh viên. Điều đáng chú ý là đối tượng còn nhắn tin hỏi mật khẩu điện thoại trộm được. Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 9 tháng 7, hai sinh viên đang theo học tại một trường thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, thức dậy thì thấy cửa sổ phòng trọ bị cậy, cửa chính bị mở toang. Hai laptop, hai điện thoại di động, chiếc ví có 200.000 đồng cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân đã bị mất. Sau đó, đối tượng trộm còn nhắn tin yêu cầu nạn nhân cung cấp mật khẩu để mở khóa điện thoại di động thì mới cho chuộc lại tài sản. Nạn nhân sau đó đã trình báo vụ việc lên công an phường Đông Quà. Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm hai vụ án hình sự. Trước tiên là vụ bị cáo Hà Văn Nguyên, sinh năm 1970, ngụ xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, bị đưa ra xét xử phúc thẩm về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo cáo trạng, vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày 30 tháng 10 năm 2021, Nguyên điều khiển xe tải đi từ huyện Trà Cú đến huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh để chở cá lóc đến tỉnh Đồng Tháp. Khi đi đến tỉnh lộ 912 thuộc khóm 6 thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, Nguyên đậu xe bên phải phần đường và không mở đèn tín hiệu dừng đậu xe theo quy định, không đặt bảng báo hiệu phía trước và phía sau xe, sau đó ngủ trên xe. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày hôm sau, Trần Nhật Đông, sinh năm 2000, ngụ xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, điều khiển xe mô tô tông vào xe tải của Nguyên và tử vong tại chỗ. Tháng 3 năm 2022, Tòa án Nhân dân huyện Tiểu Cần tuyên phạt 6 tháng tù giam đối với Nguyên về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Sau đó, Nguyên viết đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tuyên 6 tháng tù treo đối với Nguyên. Cùng ngày, Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh đưa ra xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Duyên, sinh năm 1995, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, về tội cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, vào khoảng 23 giờ 40 phút ngày 12 tháng 4 năm 2021, Nguyễn Thị Bé Lập, sinh năm 1982, và con gái Dương Nguyễn Như Qua, sinh năm 2004, cùng ngụ xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, đến nhà anh Lê Giang Một, sinh năm 1972, ở phường 8, thành phố Trà Vinh, để gặp anh Đỗ Đức Việt giải quyết mâu thuẫn trong việc kinh doanh. Lúc này, anh Một đang nhậu cùng với một số người bạn, trong đó có Duyên nằm trên võng gần đó. Khi thấy Việt, Lập đã chửi mắng và dùng chén ném vào người của Việt. Qua cũng lấy nón bảo hiểm dung về hướng của Duyên nhưng không trúng. Nghĩ Qua tấn công mình nên Duyên lấy ly thủy tinh ném vào mặt của Qua gây thương tích, phải nhập viện. Kết quả giám định tỷ lệ thương tật là 11%. Trước đó, Tòa án Nhân dân thành phố Trà Vinh tuyên phạt 12 tháng tù giam đối với Duyên về tội cố ý gây thương tích. Sau đó, phía bị hại viết đơn xin được giảm án cho Duyên. Xét thấy bị cáo Duyên đã bồi thường một phần thiệt hại cho bị hại, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hội đồng xét xử Tòa Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt 12 tháng tù treo đối với Nguyễn Thị Tuyết Duyên. Còn liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong từng gây bức xúc dư luận, dự kiến Tòa Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử vụ án giết người, hành hạ người khác và che giấu tội phạm đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi, quê ở tỉnh Gia Lai, và Nguyễn Kim Trung Thái, 37 tuổi, ngụ quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 21 tháng 7 tới. Trước đó, cuối tháng 6, Tòa Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định xử kín vụ án. Tuy nhiên, sau đó quyết định này được thay đổi là sẽ xét xử công khai. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trang sống chung như vợ chồng với Thái và ở cùng con riêng của Thái là cháu VA tại chung cư ở phường 22, quận Bình Thạnh. Cáo trạng cho rằng Trang đã dùng hung khí nguy hiểm đánh đập vào vùng trọng yếu của cháu A một cách dã man, tàn nhẫn trong gần 4 giờ liền, dẫn đến việc cháu tử vong. Còn Thái là người trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc cháu A, nhìn thấy Trang đánh và hành hạ nhiều ngày, nhiều giờ nhưng vẫn thờ ơ, không ngăn cản hay có hành động nào bảo vệ che chở cho con mình.
Có lúc Thái còn cùng Trang đánh đập hành hạ cháu A, giúp sức cho Trang hành hạ cháu A. Khi biết Trang đánh cháu A đến tử vong, Thái đã thực hiện hành vi xóa dữ liệu camera để che giấu hành vi tội phạm của Trang, gây cản trở việc điều tra. Ban thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa vừa tổ chức trao thưởng đột xuất cho chị Lê Thị Dân, sinh năm 1976, quê ở tỉnh Quảng Bình, tạm trú tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, do có nghĩa cử đẹp nhặt được gần 160 triệu đồng trả lại cho người đánh rơi. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Thái Bình Dương, ủy viên thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Nai, đã biểu dương nghĩa cử đẹp của chị Dân, đồng thời trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng số tiền thưởng cho chị. Lãnh đạo phòng nội vụ thành phố Biên Hòa cũng trao giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa và tiền thưởng cho chị Dân. Trước đó ngày 2 tháng 7, chị Dân điều khiển xe máy trên đường Bùi Văn Quà, đoạn thuộc tổ 3 khu phố 4 phường Long Bình thì nhặt được một cọc tiền. Sau đó, chị mang đến công an phường Long Bình giao nộp để tìm người trả lại. Qua kiểm tra, số tiền nhặt được là 158 triệu đồng. Qua xác minh, công an phường Long Bình đã tìm được chủ nhân đánh rơi số tiền là chị Bùi Thị Cẩm Thu, ngụ phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa và tiến hành bàn giao lại số tiền cho chị Thu. Chị Lê Thị Dân là công nhân đang làm việc tại một công ty ở khu công nghiệp Biên Hòa 2. Tỉnh đoàn Tuyên Quang cũng vừa tổ chức trao huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho binh nhì Quang Ngọc Hoàng, công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân đang công tác tại phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Tuyên Quang vì có thành tích là vượt lũ bảo vệ 105 học sinh tại trường Trung học phổ thông Lâm Bình, huyện Lâm Bình. Trước đó, rạng sáng ngày 29 tháng 6 trên địa bàn huyện Lâm Bình xuất hiện mưa lớn khiến trường Trung học phổ thông Lâm Bình bị ngập sâu. 105 em học sinh bị cô lập trong khu nội trú, đe dọa sự an toàn khi nước lũ tiếp tục dâng cao. Nhận được tin báo, binh nhì Quang Ngọc Hoàng không ngại nguy hiểm vượt qua mưa lũ, hỗ trợ sơ tán an toàn 105 em học sinh. Đây là hành động đẹp tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Câu chuyện của binh nhì Quang Ngọc Hoàng sẽ được đưa vào trong các cuộc sinh hoạt chi đoàn nhằm giáo dục tinh thần dũng cảm cứu người, bảo vệ tài sản cho nhân dân trong thế hệ trẻ. Tiếp theo chương trình là một điểm báo. Xin mời Tấn Phước với những thông tin đáng chú ý được đăng trên các báo phát hành sáng nay. Xin cảm ơn chị Nguyệt Quế và anh Thành Đô. Thưa quý vị và các bạn, đầu tiên thì chúng ta cùng điểm qua báo Tuổi Trẻ. Trang nhất của tờ báo này sáng nay đăng bài viết cho biết là người dân đi tiêm vaccine COVID-19 trong những ngày gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh đã tăng dọn. Ngày cao điểm lên tới 76.000 người, trong khi những ngày trước đó thì mỗi ngày chỉ có từ 4.000 cho đến 8.000 người. Nguyên nhân là do người dân lo ngại sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron BA4 và BA5. Để đáp ứng nhu cầu tiêm chủng cho người dân, thì các trạm y tế đã huy động tất cả nhân viên tiêm từ sáng cho đến chiều, thậm chí là tiêm cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Thời gian qua, không ít người dân tại thành phố Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang phản ánh về tình trạng lấn chiếm đất, phá rừng rồi phân lô bán nền nhằm trục lợi của nhiều tổ chức cá nhân. Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang về kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên đảo Phú Quốc, trả lời với báo chí cũng thừa nhận có tình trạng này, thậm chí là đã xuất hiện cả tình trạng thuê mướn người để mà bảo kê cho những hành vi vi phạm pháp luật. Báo Tuổi Trẻ thông tin. Còn trên trang 10 của báo Tuổi Trẻ có thông tin cho biết là sau 2 năm gián đoạn vì dịch COVID-19, hôm nay 140 chiến sĩ tình nguyện từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ có chuyến công tác tình nguyện hè tại Lào. Các chiến sĩ được triển khai ở 3 đội hình là chiến sĩ tình nguyện kỳ nghỉ hồng, mùa hè xanh và đội hình hội thầy thuốc trẻ, văn nghệ sĩ trẻ. Và trong 14 ngày tại nước bạn Lào, các chiến sĩ tình nguyện sẽ triển khai hoạt động tại 10 huyện thành phố thuộc hai tỉnh đó là Champasak và Attabel. Hôm nay 12 tháng 7, Tòa án quân sự quân khu 7 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo trong vụ buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và không tố giác tội phạm liên quan đến hai cựu thiếu tướng cảnh sát biển. Ông Lê Văn Minh, cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh dùng cảnh sát biển 4 và Lê Xuân Thanh, cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh dùng cảnh sát biển 3. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 12 cho đến ngày 14 tháng 7 tại Tòa án quân sự thủ đô Hà Nội. Sau phát hành sáng ngày hôm nay, báo Tuổi Trẻ có bài viết về trần thủ đoạn nhận hối lộ của hai người này.
Tờ Tuổi Trẻ còn cho biết ngày hôm nay 12 tháng 7, tang lễ của cố Thủ tướng Abe Shinzo chính thức diễn ra sau nghi lễ truyền thống Chiya vào chiều tối ngày hôm qua ở Tokyo. Tại Việt Nam, rất đông người xếp hàng bên ngoài Đại sứ quán Nhật Bản ở Hà Nội để vào chờ. Ngày 10 tháng 7, hàng ngàn trang tài liệu nội bộ của Uber, còn gọi là hồ sơ Uber, đã được giải mã, cho thấy công ty này lách luật, lừa cảnh sát, kích động bạo lực và bí mật vận động các chính phủ để mở rộng quy mô. Thưa quý vị và các bạn, một tiêu điểm của báo Thanh Niên ngày hôm nay đăng bài xăng giảm, hàng hóa còn nghe ngóng. Phản ánh thực trạng, không chỉ cước vận tải, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, lương thực thực phẩm cũng đòi độ trễ rất lớn trong việc điều chỉnh giảm khi mà giá xăng dầu đã giảm mạnh. Lý do tăng luôn được người bán giải thích là do giá cước vận tải tăng, xăng dầu tăng và cả thời tiết không thuận lợi. Thế nhưng khi giá xăng giảm hơn 3.000 đồng một lít, khiến cho không ít người sử dụng xe cá nhân đi lại nức lòng, thì tại các chợ, siêu thị, đến chiều ngày 11 tháng 7, giá cả vẫn đang theo chiều hướng tăng, không có bất kỳ thay đổi hay là kế hoạch thay đổi nào. Còn trên trang Kinh tế của báo Thanh Niên ngày hôm nay có bài viết với tựa đề Khơi thông xương sống cao tốc Bắc Nam, doanh nghiệp lo càng làm càng lỗ. Tác giả cho biết là sức ép từ giá nhiên liệu, vật liệu leo thang đang tiếp tục đè nặng lên các nhà thầu thi công cao tốc Bắc Nam. Song tới nay thì vẫn chưa có cơ chế để mà tháo gỡ. Hiện đã ghi nhận có gói thầu so với dự toán ban đầu, đơn giá đã trượt 30%, khiến cho nhiều gói thầu thi công không đạt kết quả như kỳ vọng, chậm, thậm chí lỗ. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được sử dụng xét công nhận tốt nghiệp, đồng thời tuyển sinh vào các trường đại học và cao đẳng. Thí sinh cần làm gì sau kỳ thi này để mà hoàn thành tốt hai mục tiêu trên? Câu trả lời của các em học sinh và phụ huynh có thể tham khảo trên trang 11 của báo Thanh Niên qua bài viết Những việc thí sinh cần làm sau khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.